Xin chào các em, chào mừng các em trở lại với khóa học vật lý 11 của trang web học trực tuyến olm.vn. Các em còn nhớ không, ở bài trước ta đã so sánh để thấy được sự tương quan giữa điện trường và từ trường. Trong đó, vector cường độ điện trường đặc trưng cho điện trường tại một điểm, còn vector cảm ứng từ thì đặc trưng cho từ trường tại một điểm. Vector cảm ứng từ có những đặc điểm gì? Ta hãy cùng tìm hiểu thông qua bài 20, lực từ, cảm ứng từ. Trong bài học này, các em sẽ được tìm hiểu hai nội dung chính. Thứ nhất, đó là về lực từ, và thứ hai là về cảm ứng từ. Để dễ dàng khảo sát và đo đạc lực từ, trước hết ta phải tạo ra một từ trường đều. Từ trường đều cũng tương tự như điện trường đều mà các em đã được học. Vậy các em còn nhớ điện trường đều là điện trường như nào không? Hãy trả lời câu hỏi dưới đây nhé! Chính xác rồi! Điện trường đều là điện trường mà vector cường độ điện trường tại mọi điểm đều có cùng phương, chiều và độ lớn. Đường sức điện là những đường thẳng song song cách đều. Từ trường đều cũng tương tự như vậy. Từ trường đều là từ trường mà đặc tính của nó giống nhau tại mọi điểm. Các đường sức từ là những đường thẳng song song, cùng chiều và cách đều nhau. Từ trường đều có thể được tạo thành giữa hai cực của một nam châm hình chữ U. Các em chú ý rằng chỉ có các đường sức từ trong khoảng giữa hai cực của nam châm là những đường thẳng song song và cách đều nhau thôi. Do đó, chỉ có khoảng giữa hai nam châm là từ trường đều. Và các đường sức từ của nam châm cũng tuân theo quy tắc vào nam ra bắc. Các đường sức từ có chiều đi vào cực nam và đi ra từ cực bắc của nam châm. Tiếp theo, ta cùng xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện. Trong một từ trường đều có các đường sức từ thẳng đứng tạo bởi một nam châm chữ U, ta đặt một đoạn dây dẫn M1-M2 có chiều dài là L vuông góc với các đường sức từ. M1-M2 được treo nằm ngang nhờ hai dây dẫn mảnh cùng độ dài O1-M1 và O2-M2. Có hai đầu O1-O2 được giữ cố định. Ban đầu, khi chưa có dòng điện qua M1-M2, thì O1-M1 và O2-M2 có phương thẳng đứng do tác dụng của trọng lực của M1-M2 cân bằng với tác dụng của các lực căng. Khi ta cho dòng điện có cường độ I chạy qua M1-M2, thì xuất hiện lực từ F tác dụng lên M1-M2. Thử nghiệm đã chứng tỏ rằng F vuông góc với M1-M2 và F cũng vuông góc với đường sức từ, các em ạ. Và ta có thể biểu diễn lực F có phương nằm ngang và có chiều như hình vẽ sau. Dưới tác dụng của trọng lực P bằng Mg và lực từ F khi cân bằng, thì tổng Mg cộng F trực đối với lực căng T của hai dây treo. Kết quả, hai dây O1-M1 và O2-M2 lệch một góc theta so với phương thẳng đứng. Khi đó, lực F có cường độ được xác định bởi công thức F bằng Mg nhân tan theta. Và ta có thể nhận thấy rằng hướng dòng điện M1-M2, hướng của từ trường và hướng của lực F tạo thành một tam diện thuận. Do đó, chúng thỏa mãn quy tắc bàn tay trái như sau. Để bàn tay trái, sao cho vector cảm ứng từ B hướng vào lòng bàn tay. Chiều từ cổ tay đến ngón giữa là chiều của dòng điện. Khi đó, chiều ngón cái chõe ra sẽ chỉ chiều của lực từ F. Các em hãy ghi nhớ quy tắc bàn tay trái này để vận dụng làm bài tập nhé. Với những kiến thức chúng ta vừa tìm hiểu, các em hãy trả lời câu hỏi tương tác sau đây. Nội dung tiếp theo đó chính là cảm ứng từ. Thí nghiệm vừa rồi cho phép ta xác định lực từ F do từ trường tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua. Ta tiếp tục tiến hành thí nghiệm, trong đó cho cường độ dòng điện I và chiều dài L của đoạn dây thay đổi.
thì người ta thấy rằng lực ép có độ lớn thay đổi, nhưng luôn có phương vuông góc với các đường sức từ và vuông góc với đoạn dây dẫn. Và thương số F trên Y nhân L lại không thay đổi các em ạ. Do đó, có thể coi thương số này đặc trưng cho tác dụng của từ trường tại vị trí mà ta đang khảo sát. Người ta định nghĩa thương số đó là cảm ứng từ tại vị trí đang xét và ký hiệu là B. Với B bằng F trên Y nhân L. Và các em nhớ rằng cảm ứng từ B đặc trưng cho tác dụng của từ trường tại một vị trí. Các em ạ, đối với từ trường đều mà ta nói ở đầu bài thì cảm ứng từ B tại mọi vị trí sẽ là như nhau. Và trong hệ SI thì đơn vị của cảm ứng từ là Tesla, ta ký hiệu là T. Vậy, trong công thức xác định cảm ứng từ, các em hãy cho cô biết đơn vị của các đại lượng có mặt trong biểu thức này trong hệ SI nhé. Chính xác rồi, lực từ F có đơn vị là Newton, cường độ dòng điện I có đơn vị Ampere và chiều dài của dây dẫn có đơn vị là mét. Và người ta biểu diễn cảm ứng từ bằng một vector gọi là vector cảm ứng từ, ký hiệu là B. Đặc điểm của vector cảm ứng từ chính là có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm ta đang xét và có độ lớn là B bằng F trên Y nhân L. Cuối cùng, ta sẽ tìm hiểu về biểu thức tổng quát của lực từ F theo B. Ta xét một dây dẫn mang dòng điện với chiều dòng điện vector cảm ứng từ B, vector lực điện F được biểu diễn như hình vẽ. Ta định nghĩa vector phần tử dòng điện I nhân L là vector I M1 M2 cùng hướng với dòng điện và có độ lớn bằng I nhân L. Dựa vào những kết quả thu được ở thí nghiệm ta vừa nói ở trên, người ta nhận thấy rằng lực từ F có điểm đặt tại trung điểm của M1, M2, có phương vuông góc với vector L và vector B, có chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái, và có độ lớn là F bằng I, L, B, sin alpha. Trong đó, alpha là góc tạo bởi vector B và vector L, các em ạ. Ta hãy vận dụng những kiến thức vừa học để làm các ví dụ sau. Ví dụ 1, xác định hướng của lực từ F tác dụng lên đoạn dây dẫn trong các trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất, ta có một dây dẫn thẳng có chiều dòng điện như hình vẽ. Vector cảm ứng từ B có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và có chiều hướng về phía trước mặt phẳng hình vẽ. Ta áp dụng quy tắc bàn tay trái để xác định hướng của lực từ. Đặt bàn tay trái sao cho các vector cảm ứng từ hướng vào lòng bàn tay. Ta chú ý rằng ở đây vector cảm ứng từ có chiều hướng về phía trước mặt phẳng hình vẽ. Chiều từ cổ tay đến ngón tay là chiều dòng điện. Khi đó, ngón cái trãi ra 90 độ sẽ chỉ chiều của lực từ. Như vậy, hướng của lực từ được biểu diễn như sau. Trường hợp 2, dòng điện thẳng có chiều như hình vẽ. Và vector cảm ứng từ lúc này có phương vuông góc với mặt phẳng và có chiều hướng về phía sau mặt phẳng hình vẽ. Các em hãy vận dụng quy tắc bàn tay trái và xác định hướng của lực từ nhé. Chính xác rồi. Ta đặt bàn tay trái như sau. Ta nhớ rằng vector cảm ứng từ có chiều hướng về phía sau mặt phẳng hình vẽ nên ta phải đặt ngửa tay. Sau đó, các em sẽ xoay bàn tay sao cho chiều từ cổ tay đến ngón tay là chiều dòng điện I. Khi đó, ngón tay cái trãi ra 90 độ sẽ chỉ chiều của lực từ F. Chú ý rằng lực từ F có điểm đặt tại trung điểm của dây dẫn. Ví dụ thứ hai, xác định hướng và độ lớn của lực từ F, biết chiều dài dây dẫn là 10 cm, cường độ dòng điện I là 2 A. Và cảm ứng từ B có độ lớn là 0,01 Tesla. Từ hình vẽ, các em cũng có thể thấy rằng vector cảm ứng từ B hợp với chiều dòng điện một góc 30 độ.
Kem tiếp tục vận dụng quy tắc bàn tay trái và xác định chiều của lực tứ ép nhé. Chúc mừng Kem đã trả lời đúng. Ta đặt bàn tay trái như sau. Đặt bàn tay sao cho vector cảm ứng từ B hướng vào lòng bàn tay. Chiều từ cổ tay đến ngón tay là chiều dòng điện Y. Khi đó, ngón cái chõe ra 90 độ sẽ chỉ chiều của lực tứ ép. Như vậy, lực tứ ép sẽ có phương, vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và có chiều hướng về phía trước mặt phẳng hình vẽ. Và ta biểu diễn lực tứ ép bằng một dấu chấm. Tiếp theo, để tính được độ lớn của lực tứ, Kem phải nhớ đến công thức mà chúng ta vừa học. Đó chính là F bằng Y, L, B nhân sin alpha. Kem hãy tính toán và cho cô biết độ lớn của lực tứ nhé. Chính xác rồi. Ta thay số và chú ý rằng chiều dài dây dẫn ta phải đổi về mét. 10cm chính là 0,1m. Và Kem sẽ được kết quả lực tứ chính là 10 mũ trừ 3 Newton. Thật là đơn giản đúng không các em? Trong bài hôm nay, ta đã tìm hiểu về từ trường đều, lực từ và vector cảm ứng từ. Kem hãy ghi nhớ những nội dung này nhé. Xin cảm ơn Kem đã theo dõi. Hẹn gặp lại các em ở những bài học tiếp theo của trang web olm.vn.